Ngọc Thơ, Thời báo chấm Đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ bà con vườn rau Lộc Hưng Theo AFA ngày 20 tháng 7 đưa tin, các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số bà con vườn rau Lộc Hưng đã có cuộc gặp gỡ chung để thông tin về tình hình cuộc sống của người dân nơi đây Hình ảnh AFA đưa tin Theo đó, chiều ngày 20 tháng 7, hai nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Rustam Nyquist, viên chức chính trị và bà Lindsay Bosmanick, viên chức ngoại giao thuộc Văn phòng Đông Á-Thái Bình Dương, đã có cuộc gặp gỡ với bà con vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn, nơi đã xảy ra vụ cưỡng chế phá hủy hơn 200 căn nhà của người dân vào năm 2019. Vụ việc này đã gây ra sự phản đối gây gắt từ phía người dân nơi đây. Ông Cao Hà Trực, một trong những người trong ban đại diện cho dân oan vườn rau Lộc Hưng, cho ái phải biết Ông có trình bày với các viên chức tình trạng vườn rau Lộc Hưng. Họ gặp chúng tôi từ lúc 3 giờ 20 đến 5 giờ 20 ngày 20 tháng 7 năm 2023. Họ hỏi sự việc vườn rau Lộc Hưng và bà con có trình bày nguồn gốc vườn rau này từ năm 1954 đến nay và sự kiện xảy ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2019. Phía chính quyền vẫn nói để bà con ra vô bình thường, nhưng thực tế họ cho bốn chốt dân phòng canh gác không cho bà con ra vô khu vườn. Ông Trượt nói có tổng cộng 12 nạn nhân của vườn rau Lộc Hưng cùng tham dự buổi gặp gỡ. Các viên chức Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ tiếp tục báo cáo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và sẽ có buổi làm việc với chính quyền Việt Nam. Ông Trượt nói thêm, đây là lần thứ hai kể từ năm 2022, các viên chức Hoa Kỳ gặp gỡ các nạn nhân nơi đây. Theo AFA, vào tháng 1 năm 2019, chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng đến sang ủi cưỡng chế khoảng 200 căn nhà ở vườn rau Lộc Hưng, bất chấp sự phản đối của người dân. Những người bị cưỡng chế cho biết là đất của họ có từ đời cha ông thời Pháp để lại. Tuy nhiên theo truyền thông trong nước, hệ thống công quyền thành phố Hồ Chí Minh nói họ làm đúng chức trách khi cho biết 112 căn nhà này bị phá bỏ đều thuộc loại xây dựng trái phép trên đất công của quận Tân Bình thành phố. Khu đất vườn rau Lộc Hưng thuộc quyền quản lý của nhà nước từ sau năm 1975 theo tuổi trẻ. Người dân vườn rau Lộc Hưng khẳng định họ có căn cứ pháp lý xác định khu đất vườn rau thuộc sở hữu của họ từ năm 1954 đến nay, nhưng chính quyền địa phương đã cố tình không cấp quyền sử dụng đất cho bà con. Hình ảnh bà con vườn rau Lộc Hưng Theo ông Trực, người xuất thân từ gia đình có mặt trên mảnh đất rộng gần 5 hectare chuyên trồng rau, đây là nơi cư trú hợp pháp của cả xóm đạo di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954. Trong những năm gần đây, khu vực này cũng coi là nơi cư trú của một số người hoạt động bảo vệ nhân quyền và những nạn nhân của sự bức hại của chính quyền. Bà con vườn rau lộc hưng đã hai lần ra Hà Nội đưa đơn yêu cầu thành lập đoàn thanh tra, nhưng rồi đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Hà Trực nói thêm về buổi gặp gỡ với bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm 20 tháng 7 năm 2023. Ông nói rằng bà con ở đây chỉ mong muốn phía chính quyền phải thực hiện luật pháp Việt Nam. Ông cũng mong muốn Hoa Kỳ có tiếng nói với chính phủ Việt Nam để thực thi những công ước quốc tế và đối thoại với bà con vườn rau Lộc Hưng trên tinh thần xây dựng để bà con được hưởng quyền lợi chính đáng. Theo AFA, vụ cưỡng chế đất vườn rau Lộc Hưng đã gặp phải nhiều phản ứng ở trong nước và quốc tế. Một dân biểu Liên minh châu Âu và Mỹ cũng đề cập đến vụ cưỡng chế này khi nói đến tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hồi năm 2019. Vào tháng 9 2019, một phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đã gặp gỡ các đại diện của cộng đồng công giáo sinh sống ở vườn rau Lộc Hưng nhằm tìm hiểu vụ việc. Trước đó, vào tháng 3 năm 2019, Vấn đề chính quyền Việt Nam cưỡng chế đất của người dân công giáo vườn rau Lộc Hưng đã được đưa vào bản phúc trình của USCIRF về vấn đề tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ bà con vườn rau Lộc Hưng. VinFast sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy ở Mỹ vào tuần tới. Theo thông tin từ báo đất Việt ngày 19 tháng 7, VinFast cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina vào tuần tới. Theo đó, báo Đất Việt dẫn lời trang tin CarScope cho biết đây là một ước tiến lớn trong kế hoạch chinh phục thị trường Bắc Mỹ của VinFast. Hình ảnh báo Đất Việt đưa tin. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina vào tuần tới với mục tiêu sản xuất ra những chiếc xe đầu tiên do Mỹ chế tạo vào năm 2025, muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu của họ. Bà Lê Thị Thu Thủy, người đứng đầu VinFast Auto cho Reuters biết, khi bắt đầu hoạt động, nhà máy sẽ là nhà cung cấp xe điện chính của VinFast cho thị trường Bắc Mỹ. Giai đoạn đầu tiên của dự án bao gồm khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào nhà máy để sản xuất ra khoảng 150.000 chiếc xe mỗi năm. Theo Reuters, VinFast là một trong những công ty khởi nghiệp EV đang cực lực để duy trì chỗ đứng với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường Tesla và BID của Trung Quốc. VinFast đã được trao gói ưu đãi 1,2 tỷ đô la từ Bắc Carolina, cộng với sự hỗ trợ thêm từ các quan chức, hội đồng và thành phố gần địa điểm rộng 1.800 mẫu Anh tại Triangle Innovation Point ở hạt Chatham. Hiện tại, xe VinFast đang được sản xuất tại nhà máy của họ tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam, sau đó được vận chuyển bằng tàu biển đến Mỹ. Việc có nhà máy ngay tại Mỹ sẽ giúp hãng xe Việt Nam này tăng thêm khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Hãng VinFast cho biết, họ đã nhận được các giấy phép cơ bản để bắt đầu xây dựng nhà máy giai đoạn 1 và họ dự kiến sẽ góp phần tạo ra hệ sinh thái chuỗi cung ứng sản xuất xanh cũng như thuê mướn hàng ngàn lao động tại chỗ. Số tiền mà VinFast đầu tư xây dựng nhà máy là 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó có khoản hỗ trợ tài chính và cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 tỷ đô la mà họ nhận được từ chính quyền bang, hạt, thành phố và quỹ Golden Leaf. Giai đoạn 1 của dự án sẽ tập trung vào sản xuất xe điện và giai đoạn 2 của nhà máy sẽ tập trung vào sản xuất pin để tạo ra hệ sinh thái cho xe điện VinFast. Reuters cho biết, trước đó cũng theo Reuters, VinFast dự định đưa nhà máy ở Mỹ vào hoạt động từ năm 2024, nhưng với kế hoạch xây dựng bị trì hoãn thì phải đến năm 2025 cơ sở này mới đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, lẽ ra VinFast đã bắt đầu xây dựng nhà máy vào năm 2022, nhưng việc xin các giấy phép, trong đó có giấy phép và đánh giá tác động môi trường đã khiến cho quá trình này bị trì hoãn. Hình ảnh xe VinFast Hồi tháng 5 năm nay, kế hoạch tấn công vào thị trường Mỹ của hãng xe hơi Việt Nam đã gặp trở ngại khi VinFast đã phải thu hồi toàn bộ số xe đã bán trong 999 chiếc VF8 đầu tiên mà họ đưa sang Mỹ sau khi Cục Quản lý An toàn Giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo an toàn đối với lỗi phần mềm trên màn hình bản điều khiển xe, khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ va chạm. VinFast đã từng nộp đơn xin chào bán công khai ban đầu của Hoa Kỳ với hy vọng gây quỹ cho nhà máy ở Bắc Carolina, nhưng vào tháng 5 đã thông báo rằng thay vào đó họ sẽ công khai thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại có mục đích đặc biệt SBAC Black Acquisition Co. Trang tin casque bình luận về hãng xe VinFast cho rằng ngoài những con số đáng thất vọng về việc thay đổi giá cả một cách khó hiểu triệu hồi xe và dồn dập tin xấu về việc sa thải lãnh đạo cấp cao cũng như việc mua chuộc phóng viên lái thử xe của họ vinfast còn phải chịu đựng sự chỉ trích dữ dội của những phóng viên mảng xe hơi những người đã cho vf8 một cú đá thực sự tuyên bố rằng vinfast không đáng mua và phí tiền Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin VinFast sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy ở Mỹ vào tuần tới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d